Chiếc Ford F-150 Limit tực màu trắng trong bài là một trong hai chiếc xe thuộc phiên bản Limit tực đang có mặt tại Việt Nam. Theo chia sẻ của đơn vị nhập khẩu xe, khách hàng phải bỏ ra số tiền hơn 6 tỷ đồng để sở hữu chiếc siêu bán tải này. Tại thị trường Mỹ, giá xe Ford F-150 Limit tực khởi điểm từ 77.625 USD, tương đương 1 tỷ 910 triệu. Về tổng thể, ngoại thất của Ford F-150 Limit tực không thay đổi nhiều. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xếp tầng được đặt vuông vức, đi kèm với giải LED định vị ban ngày hình chữ C. Cản trước gân quốc hơn, hai bên được tích hợp đèn sương mù cùng giải LED ban ngày. Trong khi đó, phần đuôi xe gần như giữ nguyên thiết kế, ngay cả cụm đèn hậu LED cùng hệ thống ống xả đặt lệch hướng ra bên phải. F150 Limit tự được trang bị bộ mâm có kích thước 22 in với thiết kế đa chấu to bản, mạ chrome sáng bóng, giúp tăng vẻ cơ bắp cho chiếc siêu bán tải này. Ngoài ra, xe còn trang bị khóa bằng số trên cửa lái, thay thế cho chiếc chìa khóa thông minh thông thường. Tương tự như ngoại thất, khoang cabin của Ford F-150 Limit tự cũng có thiết kế vuông vức. Nhiều chi tiết như nút bấm vật lý, tựa tỉ tay và màn hình đều làm to bản như phong cách của một mẫu siêu bán tải. Vô lăng có thiết kế mới đi kèm chi tiết giả carbon. Nội thất xe nổi bật với màn hình giải trí cảm ứng có kích thước 12 in, đi kèm công nghệ sinh 4 có khả năng tương tác với Amazon Alexa và hỗ trợ kết nối với Apple CarPlay hoặc Android Auto. Phía dưới có cổng sạc 12V, cổng 3 chấu 120V cùng núm xoay chỉnh 4 chế độ của cầu. Hàng ghế trước được thiết kế nhằm hướng đến sự thoải mái cho người lái, tích hợp sưởi, làm mát và chỉnh điện đa hướng. Ngoài ra, người dùng cũng có thể chỉnh hàng ghế này ngả 180 độ, hỗ trợ thắt lưng và cổ để nghỉ ngơi hoặc thư giãn. Tuy nhiên, hàng ghế sau lại gây khó chịu cho người dùng khi có độ ngả thấp, dù không gian của xe vẫn rất rộng rãi khoang sau có hai cửa gió điều hòa cùng ba ổ cắm. Về vận hành, F150 Limit thực được trang bị động cơ EcoBoost V6 tăng áp, có dung tích 3.5 lít, sản sinh công suất tối đa 400 mã lực và mô men xoắn cực đại 678 Nm. Kết hợp với khối động cơ này là hệ dẫn động 4 bánh 4 wd cùng hộp số tự động 10 cấp. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, mẫu siêu bán tải Ford F150 Limit thực có mức tiêu thụ nhiên liệu là 13 lít cho 100 km đối với đường nội đô. 10 lít đối với đường cao tốc và 11 lít 7 trên đường hỗn hợp.